Hôm nay là thứ tư ngày 28 tháng 5 này, bắt đầu học tập sao đối ngữ đầu tiên tiếng Trung. Khai sử nhé. Bên chữ khởi trang sử dụng Mày rì chung lần các quang hoàn toàn chủ bố chú. Đang vô sử số tí công tác sử dụng 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 sử 但是提供要比给的用法更加重视。假设你要购买一个理财产品，但是缺乏这方面的经验，那么很可能你就需要相关的专业人员。你可以说，您可以给我一些理财方面的建议吗？这里的给也可以用提供来替换。您可以提供一些理财方面的建议吗？ 又或者你想把你的好朋友推荐到你的公司工作，那么你公司人事部门的同事就会问，你可以给我一些关于女朋友的信息吗？他也可以说，你可以向我们提供一些女朋友的信息吗？最后要提醒大家的是，提供这个词还可以用来介绍一个公司的业务，比如。 我们公司是做网站设计的，这句话也可以变成我们公司提供网站设计的服务。又或者你打电话给某家餐厅，你想叫外卖，但是餐厅的工作人员说，我们餐厅不提供送餐服务，其实就是指这家餐厅不送餐。 不送外卖的意思，我觉得甜甜甜甜面。はい、今日も続いてドニーランディのベトナム流スを聞き取り込んだよね。コロナ後の再開に4回シリーズの第2回目になります。まずは通常スピードで1回聞いてみましょう。 이렇게 많이 다안난 전단 방에 들어갈 때 저희 마저 배단 황파이라 빵이래. 뭐 이제도 리피트 します. 이렇게 많이 다안난 전반 당 방에 들어갈 때 저희 마저 배단 황파이라 빵이래. 今度は 슬로우 스피드 1回 聞いてみましょう. 이렇게 많이 다안난 전단 방에 들어갈 때 저희 마저 배단 황파이라 빵이래. 뭐 이제도 리피트 します. 즉 바인다 냥정 동반주 대조 바주 주르반 파이네 내용 확인していきましょう. 즉 바인다 냥정 동반 냥주릭 대조 바주릭 베트남 쿵쿵 파일랑 와이네. このパンデミックにより世界の観光産業は急速に冷え込み、ベトナムの観光業も例外ではありませんでした。 単語とフレーズを確認しましょう。ズクペイ、ズクペイ、ズクペイ、ズクペイ、ズクペイ、ズクペイ、ズクペイ、ズクペイ、ニャンチョン、ニャンチョン、ニャンチョン、ニャンチョン、ニャンチョン、ニャンチョン、ドンバン、ドンバン、ドンバン、ドンバン、ドンバン、ガインズーリ。 ngành du lịch thế giới ngoại lệ không phải là ngoại lệ lệ là điều này. もう一度本部を確認しましょう。ジクベインダーニャインチョンバンドンジュルクバーズクベトナムクンホンファイランワイレイ。ジクベインダーニャインチョンドンバンガインジュリテゾイバーズクベトナムクンホンファイランワイレイ。スロースピードで一回聞いてみましょう。 Dịch bệnh đã nhanh chóng đồng bằng là dù thế giới và dù Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Một số điều tiếp theo.
dịch bệnh đã nhanh chóng đồng băng cả thế giới và giúp việc Việt Nam không phải là ngoại lệ. Sự do speed of the kit và số. Dịch bệnh đã nhanh chóng đồng băng cả thế giới và giúp việc Việt Nam không phải là ngoại lệ. Dịch bệnh đã nhanh chóng đồng băng cả thế giới và giúp Việt Nam không phải là ngoại lệ. これちょっと自分のスペースで読みようか。ズクベンダーニャンチョンドンバンガインズルクテゾイバーズルクベタンコンフォファイランワイレズクベンダーニャンチョンドンバンガインズルクテゾイバーズルクベタンコンフォファイランワイレズクベンダーニャンチョン dịch bệnh đã nhanh chóng đồng bằng nhanh chóng đồng bằng ngành du lịch thế giới và du lịch Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Dịch bệnh đã nhanh chóng đồng bằng ngành du lịch thế giới và du lịch Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Dịch bệnh đã nhanh chóng đồng bằng ngành du lịch thế giới và du lịch Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Dịch bệnh đã nhanh chóng đồng bằng ngành du lịch thế giới và du lịch Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Dịch bệnh đã nhanh chóng đồng bằng ngoài ngành du lịch thế giới và du lịch Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Dịch bệnh đã nhanh chóng đồng bằng ngành du lịch thế giới và du lịch Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Tôi sẽ không biết cái gì cả. もう一度本文を書きましょう。もう一度本文を書きましょう。ジクベンダーニャンチョンドンバンガインズリクテゾイバーズリクベタンクンコンファイランワイレ。ジクベンダーニャンチョンドンバンガインテゾイバーズリクベタンクンコンファイランワイレ。Dịch bệnh đã nhanh chóng đồng bằng ngoài du lịch thế giới và du lịch Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Ok, you could speed away. Dịch bệnh đã nhanh chóng đồng bằng ngoài du lịch thế giới và du lịch Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Dịch bệnh đã nhanh chóng đồng bằng ngoài du lịch thế giới và du lịch Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Sử dụng speed up. Dịch bệnh đã nhanh chóng đồng bằng ngành du lịch thế giới và du lịch Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Dịch bệnh đã nhanh chóng đồng bằng ngành du lịch thế giới và du lịch Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Dịch bệnh đã nhanh chóng đồng bằng ngành du lịch thế giới và du lịch Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Dịch bệnh đã nhanh chóng đồng bằng ngành du lịch thế giới và du lịch Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Dịch bệnh đã nhanh chóng đồng bằng ngành du lịch Việt Nam mà thế giới. さすがにこんな言うと覚えて、ちょっと一回、あの、空で暗記した部分をね、ズー、あ、ズクペイン、ズクペインダー、ズクペインダー、ニャイン、覚えたんだけど、覚えてるじゃないか。ニャインチョン、ニャインチョン、ニャインチョンドンバン、
ngành du lịch thế giới và du lịch Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Em cần bệnh à dịch dịch bệnh dịch bệnh dịch bệnh dịch bệnh dịch bệnh đã nhanh chóng đồng bằng ngành ngành du lịch thế rồi và du lịch Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Nói vô mồ hôi cả cái đồ nó cái giờ cũng skill này sẽ được cô dịch bệnh đã nhanh chóng đồng bằng ngành thế giới và du lịch Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Dịch bệnh đã nhanh chóng đồng bằng ngành du lịch thế giới và du lịch Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Dịch bệnh đã nhanh chóng đồng bằng ngành du lịch thế giới và du lịch Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Dịch bệnh đã nhanh chóng đồng bằng ngành du lịch thế giới và du lịch Việt Nam cũng không phải là ngoài này. Có lẽ覚えてるから、シャドウインになってないけど、もう一回音だけで。ディクバインダーネンチョンコンドンバンガインズウルクテ、それバズウルクテ、ダムクンフォマイナンゴイネ。オッケー。通常スピード。ディクバインダーネンチョンドンバンガインズウルクテ、それバズウルクテ、ダムクンフォマイナンゴイネ。もう一度。ディクバインダーネンチョンドンバンガインズウルクテ、それバズウルクテ、ダムクンフォマイナンゴイネ。一回じゃあちょっとこれイヤホン外してとか一回行こうか。こういう感じだね。もう一度リピートします。 Dịch bệnh đã nhanh chóng đóng băng ngành du lịch thế giới và du lịch Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. もう一度リピートします。 Dịch bệnh đã nhanh chóng đóng băng ngành du lịch thế giới và du lịch Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Và du lịch Việt Nam không phải là ngoại lệ.もう一度リピートします。ディクバインダーネンチョンドンバンガインジュルクベテゾイバジュルクベタムコンホンファイナーマイレ。もう一度リピートします。ディクバインダーネンチョンドンバンガインジュルクテゾイバジュルクベタムコンホンファイナーマイレ。まあこんな感じだね。終了しようか。これはいいね。このトニーダンディーでナオニュース練習になる。13分で、昨日は鈴鹿入って、あれか、国道を越えて、なんとか塾っていう、あの、宿場に入って、こういう感じだね。で、鈴鹿川のあたりまで行くかな。鈴鹿川沿いを行く感じかな。あの関西本線と鈴鹿川のあたりかな。はい、終了。Thank you.